Kính chào quý vị khán thính giả, lâu quá rồi chúng tôi mới gặp lại quý vị. Hôm 30 tháng 4 vừa qua đó thì như mọi năm, tất cả những cái báo đài tin tức, nhất là ở hải ngoại này, đều đưa ra những cái bài viết về ngày 30 tháng 4 với nhiều cảm xúc, nhiều khía cạnh khác nhau. Và năm nay thì chúng tôi thấy được một cái bản tin giới thiệu một nhân vật mới trẻ tên là Alex Thái Đình Võ, có lẽ là Võ Đình Thái. Cái nhân vật này chúng tôi nhìn ở trên cái internet thì cũng không có nhiều cái hoạt động hay là nhiều cái công trình gì lắm, có lẽ là rất là mới và được đài VOA giới thiệu. Bởi vì anh này có cái khuynh hướng bênh vực Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị biết là những cái báo đài VOA, RFI đều là có cái khuynh hướng bênh vực quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa, và thật ra thì đó là cái quyền lợi, cái danh dự của nước Mỹ. Thì chúng tôi xin lượt qua cái bài này, thì chúng tôi có rất là nhiều nhiều việc phải nói. Thì chúng tôi sẽ mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang như thường lệ để cho ý kiến về mỗi một cái đoạn văn mà chúng tôi đọc được trong cái bài báo này. Tựa đề là "Thua là đúng rồi, câu chuyện một tiến sĩ gốc Việt nỗ lực thay đổi cái nhìn thiên lệch về Việt Nam Cộng Hòa". Bắt đầu vào chuyện thì người ta cũng luôn luôn là giới thiệu cái nhân vật, thì đại khái thì tờ báo để cho cậu Alex tự giới thiệu lấy. Anh ấy nói như sau: "Mình xin giới thiệu là tên là Alex Thái Đình Võ. Mình hiện là giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam và lưu trữ tại Đại học Texas Tech. Chuyên nghiên cứu về Á Châu, đặc biệt là về vấn đề Việt Nam. Xong rồi, vị giáo sư trẻ tuổi mới với nước da đậm màu Á Châu bắt đầu câu chuyện với VOA, VOA đó, tức là Voice of America đó, về cái duyên đến với cái nghề ít tiền mà nhiều ưu phiền này của mình. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ tác giả sẽ tự bộc bạch lấy cái quá trình để đưa đến những cái tư tưởng hiện nay. Thì anh ấy nói Thái sang Hoa Kỳ năm 8 tuổi. Khi mình còn nhỏ, lúc người Mỹ bắt đầu dạy trong nhà trường về cuộc chiến tranh Việt Nam hay lịch sử Việt Nam, mình nhớ là khoảng lớp 7, lớp 8, khi giáo viên bắt đầu cho học sinh xem những bộ phim gọi là bộ phim documentary, tức là phim tài liệu về cuộc chiến Việt Nam, thì sau khi xem bộ phim đó và học sơ về cuộc chiến, có một cậu học sinh đặt ra câu hỏi cho mình là gia đình của bạn thuộc phe nào trong cuộc chiến?" Quý vị biết mà, con nít mà nó tức là nó nghĩ sao thì nó hỏi vậy thôi, nó rất là thẳng thắn. Ở lứa tuổi đó thì thú thật, khi sang Hoa Kỳ, bố mẹ cũng không nói gì nhiều cho mình về cuộc chiến, cũng không dạy mình phải hận thù hay biết nên bên này bên kia. Nhưng khi cậu đó đặt câu hỏi đó thì mình nhớ ở nhà thường hay nói gia đình mình là thuộc về miền Nam Việt Nam, mình mới nói The South. Thì cậu đó mới chỉ tay vào mặt mình mà nói, mà cười giễu, cười kiểu chế nhạo và nói: "À, vậy là gia đình mày thua là đúng rồi." Thì đối với một đứa học lớp 7, lớp 8 mà khi một người khác nói với mình là gia đình mày thua là đúng rồi, thì nó đánh một dấu hỏi trong đầu mình là thua là một chuyện, nhưng mà thua là đúng rồi có nghĩa là như thế nào? Đấy, thì đúng ra là cái chữ thua là đúng rồi đó là nó có nhiều ý nghĩa lắm. Người ta thì có lẽ là biết tại sao là đúng, nhưng mà cậu này mãi cho tới bây giờ học làm tiến sĩ cũng vẫn không hiểu tại sao thua là đúng, và có những cái tác phẩm đưa ra làm cho chúng tôi phải lên tiếng để mà trò chuyện cùng với cậu trẻ này đang nghiên cứu, để cho cậu hiểu thế nào gọi là thua là đúng. Đó. Thì về nhà, Alex Thái hỏi và xin phép bố cho đọc tất cả những cái cuốn sách có trong nhà viết về Việt Nam. Cậu bé chẳng bao giờ nghĩ rằng câu chuyện ở
lớp ngày hôm đó đã khởi đầu cho một hành trình lớn, đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp nghiên cứu về cuộc chiến Việt Nam và lịch sử Việt Nam của mình sau này. Tức là cậu ấy bị sốc, bởi bị tự ái bởi một cái câu hỏi, một cái nhận xét của người bạn ở trong lớp là thua là đúng. Cho đến khi mà mình bắt đầu học ở trường đại học University of California, Berkeley, là một trong những trường nổi tiếng, nhưng trong thời chiến cũng nổi tiếng là trường phản chiến, mình mới lấy một lớp gọi là Peace and Conflict, tạm dịch là hòa bình và xung đột, với một vị giáo sư khi xưa là một người lính trong binh chủng của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Tức là cái người giáo sư này không phải là một người bàng quan, mà anh ta chính là một cái nhân vật trong cuộc, người trong cuộc, người trong cuộc và người thua cuộc. Đấy, thì cái tiếng nói của cái ông này đáng lẽ là phải là công bằng hơn, đáng tin hơn. À, nhưng mà Alex không có nhìn theo cái... Thực sự là cái công bằng hơn. Alex không có nhìn theo cái chiều hướng đó. Cậu sinh viên Alex Thái lúc đó nhận thấy những điều vị giáo sư người Mỹ chủ trương phản chiến này giảng dạy tương đối là một chiều. Vị giáo sư cho rằng nước Mỹ đã đưa ra quyết định không đúng. Lẽ ra Mỹ phải giúp cho phe thắng cuộc, tức là miền Bắc. Còn phe mà Mỹ giúp là Việt Nam Cộng Hòa là một phe nhu nhược, không có lập trường, không có chủ trương và thường bị gọi là con rối của Hoa Kỳ. Thật ra sau nhiều năm chúng tôi đọc sách bên này bên kia thì đó là những cái câu nhận xét rất là đúng. Đấy. Alex tiếp theo, khi đó một cô trợ giảng cho ông gọi là graduate student. Sau buổi học đó, cô mới nghiêng qua người bạn của cô nói, mà cái cô đó thì lại ngồi trước mặt mình, tức là trước mặt của Alex. Cô nói một câu là: à, bây giờ tôi mới hiểu vì sao gia đình tôi thua là đúng rồi. Như vậy là cái cô đằng trước mặt cũng là một người Việt Nam. Khi đó, nó tạo cho mình một cảm giác là người giáo sư này có một ảnh hưởng rất lớn, kể cả đối với những người qua bên này để tị nạn, qua Hoa Kỳ định cư. Đấy. Thật ra là anh này nói là ảnh hưởng rất lớn, là người ta, một cái người mà như chúng tôi đã nói đó, là vừa là người trong cuộc, vừa là người thua cuộc, thì cái tiếng nói của họ chân thật hơn. Cái chân thật đó mới là ảnh hưởng, chứ không phải là tự nhiên người ta ảnh hưởng. Thế rồi anh chống lại cái người ảnh hưởng à? Đấy. Đến mùa midterm, tức là thi giữa kỳ đó, thì giáo sư ra đề cho mình viết rằng mình mới quyết định không viết bài theo đề giáo sư đưa ra. Mình không biết cái đề của ông giáo sư này đưa ra là gì, nhưng mà cái tư tưởng của cái anh thanh niên Alex Thái này có vẻ là chống lại, là vì cái tự ái nhiều hơn. Thì mình mới quyết định không viết bài theo đề giáo sư đưa ra, mà mình viết bài yêu cầu giáo sư vào nửa mùa sau nên dạy cho có sự công bằng hơn. Công bằng tức là phải nói cho anh có một cái danh dự thì mới gọi là công bằng. Đưa vào thêm những tư liệu có nhiều khía cạnh hơn. Đấy, anh đòi có nhiều khía cạnh, tức là trong đó có khía cạnh phải khen Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi mình nhận lại điểm giáo sư cho là điểm F trừ, đã F và còn trừ nữa, lát nữa giáo sư Trương Nguyễn Minh Quang sẽ nói về cái điểm F trừ này cho quý vị. Ngoài điểm F trừ, giáo sư còn cho biết thêm một trang giấy và nói rằng: tôi cho anh điểm này vì anh không viết theo yêu cầu của tôi, mà anh lại có những quan điểm như vậy đối với tôi là tại vì anh chưa thoát ra được cái sự cay đắng của việc gia đình anh thua cuộc trong cuộc chiến vừa rồi. Đấy, đấy là một người thua cuộc, nó một người thua cuộc chứ không phải là một cái kẻ địch nha. Tôi nhắc lại là ông giáo sư này là một người trong cuộc mà cũng là một người thua cuộc, tức là ông không phải là một người đối đầu với cái phe Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì từ câu chuyện ở lớp và nhận xét của vị giáo sư đại học thì Alex Thái bắt đầu có ý định thay đổi lựa chọn nghề nghiệp, tức là thay vì anh học luật sư thì anh nhất định anh học sử để mà đòi lại tiếng nói. Cái câu chuyện mà học sử để đòi lại tiếng nói cho Việt Nam Cộng Hòa này chúng tôi nghe cả mấy chục năm trước rồi. Tức là có mấy anh Việt Nam Cộng Hòa là thấy anh Nguyễn Minh Quang nói những cái lý luận
về cuộc chiến. Thì tức quá không biết làm sao cãi lại, thì nói để tôi cho con tôi đi học tới tiến sĩ để viết về, học về lịch sử để binh vực Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông xã tôi có nói một câu là đi học sử mà đã có ý định là để binh vực ai thì tức là đã có một cái sự bất công, đã có một sự thiên vị ở trong cái lòng rồi, thành ra đã nếu mà cái người đó học sử mà thành công thì người đó sẽ ra trường và sẽ không viết theo cái ý định của người cha. Thì tiếp theo là như bao đứa trẻ người Việt lớn lên ở Mỹ, Alex Thái cũng gánh trên vai ước mơ và hy vọng của một gia đình tị nạn để từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư, vốn là một trong những nghề danh giá mà nhiều người Việt hướng cho con cái như là bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Alex Thái đã phải nghĩ đến một bức tranh lớn hơn, đó là ngành nghề nào sẽ giúp anh mang lại những tác động tích cực, hiệu quả cho xã hội hơn. Theo lời khuyên của một chuyên gia tư vấn tâm lý người Mỹ, và Alex Thái đã chọn nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, một ngành anh đam mê hơn là một công việc mang lại sự thoải mái tài chính để có thể có tiếng nói cho mình và nói lên những khía cạnh đa chiều của cuộc chiến của lịch sử Việt Nam, để cả người Việt lẫn người Mỹ hay bất cứ ai quan tâm tới Việt Nam, họ sẽ biết đến Việt Nam trong chiều kích đa chiều ấy. Mình chạy trốn khỏi Việt Nam cũng là mục đích để thấy được sự đa chiều, để có tự do, để thấy được cái đúng cái sai. Thì tại sao bây giờ mình sống ở một đất nước tự do thì mình không đi làm việc đó? Alex Thái lý giải thêm cho quyết định lựa chọn ngành nghề của mình. Rồi chọn học ra trường trở thành tiến sĩ không khó đối với Alex Thái, cho bằng những trở lực mà anh gặp phải trên con đường thực hiện những dự án nghiên cứu từ cả phía Việt Nam lẫn Mỹ. Khi mình bắt đầu viết hay nói lên những tiếng nói mà xưa nay người ta không muốn mình nói thì sẽ gặp nhiều cản trở. Từ khía cạnh người Mỹ trong ngành khoa cử giáo dục, nhiều người đã nắm hệ thống nghiên cứu bao nhiêu năm rồi thì họ không muốn những tiếng nói của mình được nói lên. Cơ hội dành cho những người giống như mình lại ít hơn. Họ không xem trọng mình. Họ thường nói anh là con em của Việt Nam Cộng Hòa nên anh sẽ nói như vậy thôi, hay là họ xem thường những nghiên cứu của mình. Nhưng chính vì vậy nên mình phải cố gắng vươn lên. Mình làm nghiên cứu thì mình phải làm nghiên cứu tốt hơn, để khi nghiên cứu của mình ra, mình có buổi phát biểu hay hội thảo thì mình phải đưa ra chứng cứ rõ ràng, mình chứng tỏ với người ta là tôi không phải chỉ là con em của một người Việt Nam Cộng Hòa không, mà tôi là một nhà nghiên cứu đứng đắn, làm việc đứng đúng và đang nói lên những tiếng nói mà xưa nay các vị đã không viết, không nói về, không cho được lên sách, không đưa đến giảng đường. Xin anh cho ý kiến về cái mà anh nói không được người ta cho những cái tiếng nói của anh. Kính thưa quý vị khán thính giả nhân diện đây, thì tôi cũng xin nói là mục đích của giáo dục là dạy cho những học sinh sinh viên để biết những cái sự thật ở trong xã hội cũng như sự thật trong lịch sử, mà sự thật thì chỉ có một. Cho nên khi mà mình nói khác đi đó cái sự thật thì người ta cảm thấy nó bức xúc, khó chịu. Nhất là ông thầy mà được tuyển chọn vào đó, trong cái trường đại học đó hay là các trường trung học cũng vậy, đều có cái tinh thần là dạy cho học sinh nhận thức được những cái sự thật, mà sự thật về lịch sử thì chỉ có một, không thể nào có hai sự thật được. Mà nhất là ở đây là xứ tự do. Nhất đây là xứ tự do, nghĩa là chính quyền làm sai là đúng, ông Nixon cũng đã làm sai, cho nên nhân dân phản đối, cái phong trào phản chiến người ta nhận thấy rằng cái đường lối của chính quyền Hoa Kỳ điều khiển cái cuộc chiến ở tại Việt Nam là sai, cho nên cái phong trào phản chiến nó nở ra rất là rầm rộ. Trong cái thời kỳ phản chiến đó thì tôi là một trong những sinh viên du học ở Hoa Kỳ, tôi chứng kiến cái cảnh đó. Thế thì chỉ có chính quyền làm sai, chứ cái sự phản ứng ứng của nhân dân ta nhìn thấy là đi sai, là tổn hại đến cái quyền lợi tối thượng của nhân dân thì người ta phải phản đối. Và tất cả những cái ngành mà được đào tạo thành những cái người đi dạy học như là tôi dạy ở các trường tiểu học cũng như trung học, và đã từng đi học ở các đại học ở Việt Nam cũng như là đại học ở Hoa Kỳ, thì tôi thấy giáo sư nào cũng dạy nên nhận biết được cái sự thật. Mà như là trường hợp bạn Alex đã nói rằng là khi mà giáo sư ta ra để ta nói như vậy thì bạn đã cho người ta nói sai, trong khi đó thì cái trình độ nhận thức về lịch sử của bạn phải thú thực là tôi nói là bạn còn quá ấu trĩ. Khi người ta đã dạy môn lịch sử, người ta được tuyển chọn vào cái dạy trường đó thì người ta phải có cái khả năng.
Thế còn lịch sử thì phải chỉ có một. Chừng bằng cớ là chính quyền Mỹ là sai đó, điều cái cuộc chiến, điều khiển cái cuộc chiến ở Việt Nam, cho nên người ta mới phản chiến. Mà phản chiến cuối cùng chính quyền quyền Mỹ cũng phải nhìn nhận là sai, để công nhận, để vào cái hội nghị Bali để mà nói chuyện, mà nhìn nhận là mình sai và phải rút quân về và công nhận cái quyền của cái miền Nam, miền Nam thuộc về nước Việt Nam, và phải trả lại cái miền Nam đó cho cái chính quyền miền Nam. Và để tiếp theo thì quý vị sẽ thấy tại sao ông Nguyễn Mạnh Quang cho rằng cái tầm nhìn của Alex Thái rất là ấu trĩ, thì chúng ta sẽ khai thác thêm, chúng ta sẽ đọc tìm hiểu thêm nhé. Thì Alex Thái tâm sự thêm: mình gặp những đe dọa, nghe nói là từ phía nhà cầm quyền Việt Nam nói là Thái không nên làm những cái nghiên cứu như vậy. Cái này nghe nói nha. Nhưng mình cứ tiếp tục làm công việc của mình. Vì sao? Vì mình nghĩ công việc mình làm là đúng, và mình cũng không lựa chọn phe này phe nọ về mặt chính trị. Mình là một người làm sử, mình chỉ có thể nói ra những gì mình tìm hiểu được và tôi mình, xin nói cái và chỗ mình này. Biết được, còn sự cản trở thì nó luôn luôn đến với mình. Cho tôi xin nói này, trước đây tôi có viết một cái bài gọi là con người là sản phẩm của văn hóa. Cái văn hóa giữa cái tam giáo đồng nguyên mà vô tư đó, nó dạy cho người ta nhận xét được những cái phải cái trái. Còn cái văn hóa gọi là Kitô giáo đó, nó hãn hiệp, sai lầm, đem cái sai cho là cái đúng, đem cái đúng cho là cái sai. Nếu mà bạn không tin tôi hay là quý vị không tin tôi thì vào đọc cái lịch sử của giáo hội La Mã để mà biết rằng cái nhiều họ nói rất là sai nhưng mà họ lại là nói là đúng. Thế thì đã có cái đúng cái sai của cái nền văn hóa đó. Mà Alex Thái này đó, thì tôi thấy cái tên Alex tức là người tín đồ của Thiên Chúa giáo bị ảnh hưởng của cái nền văn hóa đó, cho nên cái đúng với cái sai của Alex Thái nó cũng khác với cái đúng cái sai của đại khối nhân dân trên thế giới ở ngoài cái tôn giáo đó. Thế bằng chứng là tất cả các nhân dân thế giới còn đủ các thứ tôn giáo ngoài cái Kitô giáo ra đó, thì ai cũng nhìn nhận rằng cái thế lực mà xâm lăng cái nước khác đó là phi chính nghĩa. Mà cái kẻ dân bản địa mà đi với cái thế lực ngoại thù để mà đánh phá đất nước của người bản địa thì đều bị lên án là ngụy hay là phản quốc, hay là nếu là người Việt Nam thì người ta gọi là Việt gian, nếu là Mỹ thì người ta là Mỹ gian, nếu là Pháp người ta gọi là Pháp gian, nếu là Tàu người ta gọi là Hán gian. Cái sự thực đó nó đã xảy ra. Và nếu mà Alex Thái mà đã học lịch sử thật chu đáo cho về thế giới thì thấy rằng ông Pedang á, ngày xưa thời đệ nhất thế chiến đó, thì ông ấy là anh hùng dân tộc, nhưng thời thứ hai đó là ông phục vụ cho cái thế lực ngoại xâm là Đức Quốc xã, cho nên bị cái tội là pháp gian. Ông nhiều người khác cũng vậy, và tất cả những người Việt Nam đó, thí dụ như là ông Hoàng Văn Hoan đó, đi theo cụ Hồ, đã đi theo cái chính nghĩa cho đến thời thì ông nói dẫn vào năm 1978 đó, thì ông lại trở lại đi với lại người Tàu, mà lúc đó là người Tàu đang xâm lăng Việt Nam, thì ông phải trốn khỏi Việt Nam là ông biến thành Việt gian. Đấy. Còn những cái người mà dù rằng là đi với lại thế lực ngoại xâm nhưng mà cuối cùng đã thức tỉnh trở lại hoạt động cho cái chính nghĩa của dân tộc, như là trường hợp ông lãnh tụ của phát động cái cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên á, Trịnh Văn Cấn, thì ông ấy trở thành anh hùng dân tộc. Dù rằng trong cái thời gian trước là ông ấy phục vụ cho quân đội Pháp, tức là đi với Pháp, tức là Việt gian, nhưng mà khi ông ấy trở lại với dân tộc thì ông đã thành người Việt gian. Thì bây giờ thì trở lại cái gia đình của ông Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Diệm thì nếu mà Alex Thái đó mà học sử đấy thì đều biết là ông Diệm thuộc một cái gia đình đã có mấy đời theo Vatican và đã hoạt động cộng tác với Vatican và Pháp để mà chống lại dân tộc Việt Nam. Người ta gọi là cái gia đình đó là gia đình Tam Đại Việt gian. Ông Ngô Đình Diệm được Vatican điều động dẫn lên tòa thánh Vatican để trình diện giáo hoàng Pio 12 để dặn dò rằng cách ăn nói tiếp xúc với cái nhà thế lực ở bên Hoa Kỳ như thế nào, rồi được lệnh ông
ông giám mục Ngô Đình Thục cũng là người Vatican dẫn sang bên Hoa Kỳ để mà cầu cạnh được Hoa Kỳ nhận làm quân bài đưa về Việt Nam cầm quyền. Cái điều đó là chứng tỏ là ông nhiệm đi cầu cứu ngoại bang, rồi sau đó vì hoàn cảnh đất nước khi mà có cơ hội vào năm 1954 đó thì Hiệp định Geneva đã nhóm họp để mà quyết định cái việc chấm dứt chiến tranh và người Pháp phải nhận mình thua để rút lui, thì thằng Hoa Kỳ và Vatican cấu kết với nhau đưa Ngô Đình Diệm về cầm quyền rồi làm tay sai cho Hoa Kỳ và Vatican, rồi nhận lệnh của Hoa Kỳ là thứ nhất là lật đổ ông Bảo Đại, thứ hai là nghe lệnh của Hoa Kỳ Vatican vi phạm cái điều khoản hiệp thương với miền Bắc để tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Thì vì bây giờ là Hoa Kỳ lại vừa là có cường lực siêu cường, rồi lại có các cái thành viên của các nước NATO và lại thiết lập thêm một cái hiệp ước Đông Nam Á vào tháng 9 năm 1954 để làm cái dù che chở nếu mà chính quyền miền Bắc phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam thì Hoa Kỳ sẽ đem tất cả những cái Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ vào và quân đội của các nước đồng minh của Hoa Kỳ là ở trong cái NATO và CITO. Do đó hoặc chính quyền miền Bắc phải phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam bằng một cách rất là khôn khéo, mãi đến tháng 9, tháng cuối năm 1959 mới chính thức phát động cái cuộc chiến và lại cũng dùng cái chiến thuật là lấy chiến tranh du kích, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị để mà đánh được và đã đánh được. Thì như vậy là chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính quyền miền Nam kế tiếp là tay sai của Hoa Kỳ, thì tức là không có chính nghĩa, mà miền Bắc dù là gian khổ, khổ cực, thiếu thốn đủ trăm bề, cuối cùng người ta kiên trì, người ta chiến đấu, cuối cùng người ta đã thành công. Mà cái khẩu hiệu của người ta là người ta cũng nhắm vào Mỹ chứ không có nhắm vào chính quyền miền Nam. Ta nói là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, tức là thằng Mỹ mà cút thì thằng Ngụy không, thằng tay sai của Mỹ không còn nữa. Thực tế là như vậy, mà nhân dân thế giới đều công nhận như vậy. Và xét xử do người Anh, người Pháp như ông Bernard Hall, người Anh như là ông Malachi Martin, rồi người Mỹ như là ông Bernard Hall, ông Bertrand Russell đều viết sự công nhận là như vậy. Mà bây giờ là tôi thấy tất cả những cái người mà còn là dính dáng với Việt Nam Cộng Hòa hay là có cùng một tôn giáo với lại Alex, thì đây này, những mười mấy cuốn sách mà viết đây này chắc là gia đình của Alex. Qua những cuốn sách như là tôi thấy Alex Thái nói rằng là gia đình có tủ sách, thì chắc là gia đình của Alex Thái là có những cái cuốn sách như thế này. Cuốn sách mà nãy tôi đã đọc đó là cuốn sách Những Bí Ẩn Đằng Sau Cuộc Kháng Chiến, cuốn Trần Lục của Canada phát hành, cuốn Việt Nam Chính Sử của ông cuốn Việt Nam Chính Sử của ông Nguyễn Văn Chức, cuốn Việt Nam Huyết Lệ Sử của ông Cao Thế Dung, cuốn Việt Nam 1945 của ông Lê Xuân Khoa, cuốn Ngô Đình Diệm Đời Khen Tiếng Chê của ông Minh Võ, cuốn Xóm Đạo của ông Ngọc Ngạn, và cuốn Sài Gòn Êm Mò của ông Hải Hồ, Vũ Hải Hồ. Những cái sách này tôi tin rằng mấy gia đình như là gia đình Alex Thái đều có cả. Đọc những sách này thì kể như là Việt Nam Cộng Hòa có chính nghĩa và miền Bắc không có chính nghĩa. Đó là cái định kiến của Alex Thái bị ảnh hưởng bởi cái giáo dục của gia đình, giáo dục của nhà thờ và những cái cuốn sách này. Thì là đấy là những cái chứng cứ mà Alex Thái viện vào đó để mà ấy. Trong khi đó thì Alex Thái không bao giờ đọc cái cuốn cuốn như là Đại Diện Chúa, gọi cuốn Decline and Fall of the Roman Church, hay là tất cả những cuốn như là bộ sách Việt Nam của ông Bernard Fon viết, hay là cuốn Việt Nam của ông Bertrand Russell viết, hay là rất nhiều cuốn sách khác. Không bao giờ đọc những sách đó thì không nhận ra được cái điều đó. Thành ra cứ nhìn một bề, nói một bề theo định kiến, hay ai nói không đúng mình thì chống lại. Đây là trường hợp của Alex Thái và của tất cả mọi người đồng đạo với Thái đều như vậy cả. Tới đây xin hẹn quý vị lại phần sau còn tiếp nhé. Kính chào quý vị.